Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một chiếc loa Bluetooth từ cái can nhựa uống nước, nhìn cực kỳ ngầu và chất như thế này các bạn nhé. Ở đây mình cần chuẩn bị là một cái can nhựa các bạn nhé. Đây là cái can nhựa cũ này. Ở nhà mình không dùng thì mình sẽ lấy về chế loa luôn. Hai chiếc loa 4 ohm 3W. Loại loa này là loại loa khá là dởm. Đấy. Cái cục từ nó rất là nhỏ nhá. Nhưng mà không có loa xịn thì mình sẽ dùng tạm loa này để làm nhá. Một mạch giải mã Bluetooth và một mạch khuếch đại âm thanh PAM 8403. Một mạch sạc pin và một cái jack sạc. Công tắc. Hai viên pin 18650. Ok, bây giờ thì mình sẽ bắt đầu làm nhé. Ok, mình đã quét xong hai lỗ rồi các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ gắn hai chiếc loa lên các bạn nhé. Đầu tiên thì sẽ hàn dây vào loa đã. Mình gắn xong hai chiếc loa vào rồi các bạn ạ. Đấy, mình gắn thì được phần trên này là cứng rồi, còn phần bên dưới nó hơi yếu nhá, nên là mình bôi keo dày một chút các bạn ạ. Đấy, như vậy là khá ổn rồi nhá. Tiếp đến thì mình sẽ mắc song song hai quả pin này lại với nhau các bạn nhé. Bây giờ đến phần mạch Bluetooth và mạch khuếch đại âm thanh các bạn nhé. Cái mạch khuếch đại âm thanh này là mạch PAM 8403 nhé. Thì các bạn thấy trên cái mạch Bluetooth này nó có chân 5V, chân GND, chân LED, chân RAI và mấy cái chân nữa. Thì tương tự trên cái mạch PAM 8403 này nó cũng có bằng đấy chân nhé. Mình chỉ việc cắm hai cái mạch lại với nhau thôi. Mình sẽ quay lên như thế này các bạn nhé. Đấy, thì 5V sẽ vào 5V, GND sẽ vào GND nhé. Phần mạch mình hàn vào như vậy. Tiếp theo thì mình sẽ khoan hai lỗ để mình gắn công tắc và jack sạc các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ nối phần mạch này tiếp các bạn nhé. Đây mình sẽ nối hai dây pin vào dây 5V và dây GND này nhé. Phần dương là vào 5V, phần âm là vào GND. Hai dây này sẽ nối vào công tắc các bạn ạ.
hai dây này mình sẽ nối vào phần đầu ra của cái mạch sạc này nhé. Tiếp theo phần in cộng và in trừ trên cái mạch sạc này thì mình sẽ nối vào cái rắc sạc này các bạn nhé. Đấy, mình sạc trực tiếp vào đây cũng được nhưng mà khoen lỗ gắn cái này nó hơi xấu, gắn cái rắc sạc này nó sẽ đẹp hơn. Nên là mình nối ra cái rắc sạc này thôi các bạn nhé. Cái mạch này thì có chức năng là sạc và bảo vệ pin thôi. Ok, như vậy là xong phần điện nguồn các kiểu rồi các bạn ạ. Bây giờ thì hàn 4 dây loa này vào mạch nữa là xong nhé. Giờ thì mình sẽ gắn những cái phần mạch này cho nó gọn gàng vào là được các bạn ạ, tránh để nó bị chạm chập. Ok, bây giờ thì mình sẽ tìm một miếng nhựa hay là miếng giấy để mình bịt phần trên này lại nhá, để cho nó kín hơi và nhìn nó thẩm mỹ hơn. Ok, vậy là mình đã hoàn thành chiếc loa rồi các bạn ạ. Đấy, nhìn cũng khá là đẹp. Bây giờ mình sẽ thử phần sạc nhé. Để sạc cho chiếc loa này thì mình sẽ sử dụng nguồn 5V nhé. Ở đây mình dùng đoạn cáp USB này và nối vào cái đầu jack 5.5 này. Cái jack 5.5 này nó sẽ vừa với cái jack trên cái loa của mình nhé. Ở đây thì mình đã sử dụng cái mạch bảo vệ pin nên mình có thể sử dụng nguồn 5V trực tiếp từ cục sạc điện thoại. Còn nếu các bạn không có mạch bảo vệ pin thì các bạn chỉ sử dụng được nguồn 4.2V thôi nhé. 5V sẽ gây hỏng pin nhé. Đây các bạn có thể thấy là cái mạch sạc của mình nó báo đèn màu đỏ này. Đèn màu đỏ là đang sạc nhé. Còn đến khi nó sáng màu xanh là pin đã đầy nhé. Bây giờ mình sẽ test nhạc các bạn nhé. Như vậy, mình đã chế thành công chiếc loa Bluetooth từ ca nhựa này rồi. Nhìn rất là chất và nghe khá là hay. Tuy là cái loa của mình là loại loa rất là dở, nếu mà có loa xịn làm thì nó còn hay hơn nữa các bạn nhé. Ok, nếu các bạn xem video thấy hay thì hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé.
Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo.